Su là gì Su? Hello, xin chào đại gia đình. Hello. Hôm nay có em Su ra ngoài luôn cả nhà. Trở lại kênh của vợ chồng Bình Huỳnh hôm nay cả nhà ơi. Hôm nay hai vợ chồng đang ngồi ngoài hóng mát nè. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Yeah. Nhưng cũng có tin vui. Yeah. Có tin vui cho nên hôm nay hai vợ chồng phấn khởi cả nhà. Mình bây giờ được xóa lệnh cấm rồi. Yeah. Là, được mở cửa làm. Được mở cửa lại làm ngày 29 cuối tháng này cả nhà. Yeah. Cho nên sáng đến giờ hai vợ chồng rất là lu bu, bận rộn để mình đi mua sắm thêm những cái đồ mà cần thiết. Rồi sửa bàn, sửa ghế, tại vì phải cách nhau 6 feet, thành ra giờ ra những cái bàn mình không xài thì mình phải đẩy dẹp đi. Đúng rồi. Bàn ghế không dùng được đó, mình phải đẩy cắt đi hoặc là đem về nhà. Rồi còn mình phải làm cho đúng, nhưng mà cái tiệm mình thì nó cũng bự rộng chứ không đến nỗi, nhưng mà cũng phải làm như vậy. Đúng rồi. Cho đúng quy tắc của người ta. Rồi hôm nay hai vợ chồng không có nấu ăn gì hết. Mình ghé vô cái nhà hàng Nhật. Mình đó, cả nhà thấy hấp dẫn không? Hôm nay mình ăn cá sống. Yeah. Ăn theo của Nhật Bản rồi cả nhà. Ăn ông xã mình ăn được, nhưng mình ăn thì ăn cái món này. Rồi. Cũng vui các bạn, bởi vì nghe được tin mở cửa thì bà con rất là vui vẻ hào hởng, cũng như các anh em có tiệm nail ở Chicago nè, ở tại cái tiểu bang mình ở đó, thì tất cả hiện tại bây giờ cũng đang rất là bận rộn cả nhà. Bận rộn là mình đi lo ba cái thủ tục hành chính, rồi những cái mà state board, những cái luật của chính phủ đưa ra đó. Yeah. Thì mình phải làm theo cho nó đúng luật để kịp ngày mở cửa. Health department, cái luật của người ta là health department đó. Đúng rồi. Về vệ sinh, cái này là về vệ sinh. Vệ sinh an toàn đó. Dạ, vệ sinh an toàn. Thành ra giờ cái chương trình mà nó nói là 6 feet, thành ra bây giờ ghế mình cũng phải làm một ghế, mình bỏ dư ra. Mình bỏ dư một ghế, cái cắt ghế mình mới làm, mà mình phải canh sao đúng 6 feet, hoặc đúng 6 feet. Là 2 ghế cũng không sao hết. Với giờ là mình làm là mình lấy appointment only, thành ra chỉ có làm hẹn thôi. Thì một người vô, còn nếu mà không, mình cũng không để người ta chờ trong tiệm nữa cả nhà. Chờ thì phải ngồi ngoài xe rồi chờ. Đúng rồi. Thành ra mình phải chấp hành theo thôi. Chừng nào mà hết những cái chuyện này nó an toàn hoàn toàn hết rồi đó thì khác. Bắt đầu nó mới trở lại bình thường, cũng chưa được bình thường. Bởi vì một tiệm bây giờ cho làm có 5 thợ thôi. Năm thợ thôi các bạn. Cho nên thôi, vậy thì chị em chia nhau ra làm. Nên thứ nhất á, cái vấn đề về kinh tế tiền bạc thì không phải nói mình không cần, thì mình không phải nói như vậy. Phải cần, nhưng mà chứ. Cái quan trọng nhất là được đi ra ngoài. Được ra ngoài hả? Dạ. Chị em được đi ra ngoài, chị em được sinh hoạt bình thường trở lại thì đây là cái dấu hiệu mừng. Dấu hiệu mừng hơn. Rồi. Ai chứ mình là người mừng nhất. Được đi. Xin mời đại gia đình nha. Mình dạ, ăn cái cá sống. Sáng giờ là giờ mà hai vợ chồng mới ăn. Mới đó. Ăn đây. Dạ. Sáng giờ hai vợ chồng đi mua đồ rồi. Dạ. Mình sẽ đến đâu cũng review đến cho đại gia đình của mình biết thêm cái vấn đề sinh hoạt của vợ chồng. Nhất là mình sẽ review một cuốn video là cái ngày mà đầu tiên mở tiệm nail. Dạ. Để cả nhà mình được biết thêm là ở bên xứ bên Mỹ này nail và tất cả hoạt động lại bình thường và như thế nào. Và cái luật của ở Mỹ người ta làm như thế nào. Thì mình biết cũng có nhiều chị em cũng chia sẻ. Đúng. Cũng nhiều tiểu bang mỗi khác nhau một xí, cũng là chút lĩnh thôi chứ cũng không khác nhiều. Wow. Wasabi nó cay hả? Nó nồng mà sao ấy. Xin mời cả nhà, đây là mình ăn sườn lăn qua bột mình chiên. Nhưng mà để mình coi ngon hay không mình mới dám chia sẻ cho cả nhà. Thì đẩy về thì bà xã chiên mấy miếng sườn lên. Cái này thì mình lâu quá chưa có đụng tới. Yeah. Nói thôi, sẵn dịp sáng giờ hai vợ chồng đi. Wow. Cả ngày luôn. Rất là ngon, thành ra giờ mình phải chia sẻ. Hồi nãy giờ mình không dám, nhưng mà cái dĩa này được tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 loại cá. 7 loại cá sống khác nhau. Đúng không em? 7 loại cá sống. 7. 7 em? 7, đúng rồi, đúng rồi. Cá này khác, cá này khác. Đúng rồi. Wow. Nhìn cũng ngon lắm, nhưng mà nếu mình ăn chỉ một miếng thôi cả nhà.
Một cái order như vậy đó các bạn là 60 đồng thì tính ra tầm khoảng 1,3 triệu tiền của Việt Nam. Nhưng đây là mình tới mình order cái chỗ này thì nó rẻ đó, chứ mình đúng mà thực chất mình vô mình ngồi tại chỗ mình ăn một cái gì thì mà nó mắc hơn. Nhật Bản đúng mức đó thì cũng cái thịt này thôi, cũng cá như vậy thôi à, nhưng mà nó mắc hơn cả nhà. Nó mắc hơn là mắc cái location. Nó mắc hơn là mình phải trả tiền rent, tiền service. Còn cái này mình chỉ có đến mình order biscuit. Order mình biscuit thôi. Mà bữa nay có mình cũng ngạc nhiên á chứ bộ. Cái xương này thì mình về mình rửa sạch xong cái mình bỏ chút xíu tiêu với nước mắm ngon đó cả nhà. Cái mình ướp sơ vậy rồi cái mình lăn qua bột bột khoai tây. Cái mình chiên vậy mà ngon ghê. Wow, cái cá trắng này ngon quá em. Cá này hả? À, nó ngon giống cái vị béo. Béo giống sữa. Béo, em thấy là em thấy em biết béo rồi đó. Mấy cái đục nè. Rồi cuối cùng là ánh sáng cũng lé ra đường hầm từ từ rồi đó cả nhà. Sáng giờ hai vợ chồng đi mà xã đi mệt nhòa ra luôn chứ, đi nhiều chỗ lắm. Nhiều chỗ để mình mua này cái kia đó. Cái một chút phải chạy chỗ này, chạy chỗ kia. Mà bán ly mịch nữa chứ. Các bạn biết bây giờ là cháy hàng. Mà bây giờ là người ta chỉ có bán coi như là ly mịch cho mỗi người được một hũ thôi phải không bà xã? Nhưng mà mình phải đi sớm. Nếu như các bạn mà đi trễ đó là hết hàng. Mình đi trễ là không có. Hôm nay là tin vui nè, tin vui nhất năm vậy nè, phải không em? Và tất cả cái information mình thường thường á, các bạn biết á, là ở bên Mỹ này đó thì tất cả những cập nhật với mình á, thì họ cập nhật trong cái email. Mỗi lần mà cái tin tức gì đó thì Breaking News TV nó lên thì tất cả đài đều bật qua cái Breaking News là cái tin tức nóng bỏng đó. Ví dụ khi mà tổng thống lên nói, tiểu bang cũng vậy. Khi mà tiểu bang lên nói, tiểu bang thì tất cả cái đài TV của tiểu bang phải dồn hết về để cho thống đốc tiểu bang tin tức, những cái tin tức quan trọng nhất hàng ngày. Cho nên mấy ngày nè, hôm qua đến giờ thấy trong người cũng rất là vui. Vui lắm. Nhất là chị em phấn khởi, rồi những người có nhà hàng cũng vậy các bạn. Mà các bạn biết đó, ở bên Mỹ này cái quy củ của nó rất là luật, gọi là luật. Mình phải làm theo đúng luật. Từ những cái sai nè, từ những cái tấm bản mà bây giờ mình phải in ra đó, là như thế nào, mình phải cảnh báo ngay trước cửa để mình khách hàng trước khi người ta bước vào tiệm của mình. Thì mình phải có cái nốt ngay cái cửa của mình là bắt buộc khách hàng phải đeo khẩu trang mới được bước vào tiệm. Và đồng thời không có cho khách hàng waiting, không có cho khách hàng chờ ngồi trong tiệm chờ. Ví dụ bây giờ mình có 5, cái luật tiểu bang bây giờ là cho 5 người thợ làm thôi, thì mình sẽ book 5 người khách. Mình sẽ book 5 người khách với 5 người thợ. Đó là 10 người. Sau 5 người đó đi thì sẽ có 5 người khác tới. Và không có ai được ngồi lại trong tiệm hết. Rồi từng bước khó khăn các bạn biết là mình từ cái vệ sinh nè, những cái sanitizer rửa tay nè, sát trùng nè, rồi mình có cái plastic, cái meca đó các bạn, để đằng trước cái cover đằng trước cái bàn đó, để mình và khách hàng nói chuyện với nhau nó không có ảnh hưởng bị dăng nước miếng hay là ho hay là vân vân. Hoặc là đeo mask. Rồi nhân viên phải đeo khẩu trang. Khẩu trang rồi cũng ra kiến đó nữa. Cực lắm cả nhà ơi, và khách hàng cũng vậy nữa. Em sợ làm thở không nổi chứ bây giờ. Rồi bây giờ làm xong xuôi một cái là mình để coi những cái ngày mình mở cửa như thế nào. Rồi có những cái gì mình update lên ra mình sẽ nói cho gia đình biết. Hôm nay hai vợ chồng vui quá, nói chuyện hơi nhiều quen ăn. Nói chuyện quên ăn luôn. Nói vậy chứ đâu có gì vui bằng mà khi mình đi trở lại làm đàng hoàng. Quá lâu. Mình, quá lâu luôn. Các bạn biết chính phủ Mỹ tốn quá nhiều tiền. Hỗ trợ rất là nhiều tiền nữa các bạn. Nhưng mà mình không thích xài những cái đồng tiền đó. Mình thích xài bằng những cái đồng tiền lao động của mình. Với mình cũng đóng cửa thì nói chung thì
khi mở nghe mở cửa đi làm ai cũng mừng hết trơn, không có ai mà không mừng hết. Wow, này bây giờ mình thử từng loại một. Mỗi cá mỗi cái ngon khác nhau á. Em thì em ăn cái món này cũng ngon. Anh cá ăn thử không? Anh đang ăn cái này bởi vì cái này quá nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Con mình anh ăn. Đúng không? Yep. Rồi tiếp tục ngày mai là mình cũng ra tìm và tiếp tục. Yeah. Bây giờ là mỗi ngày luôn các bạn, mỗi ngày tiếp tục ra tìm, mình phải là sạch sẽ tới những tiếng cụm rác. Những cái cụm rác li ti ở trên cửa, trên tường hay là tất cả những ở đâu. Và có những cái đồ mình phải thay đổi mới nè em ha. Những cái đồ mình sẽ thay đổi mới như là khăn nè. Rồi tất cả những cái đồ như là dụng cụ của Neo làm đó. Thì mình phải làm mới hết toàn bộ. Nhưng khăn đồ là dục hết luôn. Mình phải chơi khăn mới hết luôn. Bây giờ là bên này nó người ta đang request mình là phải xài paper towel. Đúng rồi, không còn xài khăn nữa. Không có xài khăn. Thì tạm thời trước mắt là như vậy. Ừ. Hồi xưa thì tiệm mình cũng xài khăn giấy. Rồi thấy có xài xong rồi xé, nhiều khi cũng hơi quá nhiều quá cả nhà. Rồi cái mình xếp nên mình mới đổi qua xài khăn. Xài khăn. Xài khăn thì mình đầy cái là mình đi giặt thôi. Nó cũng nói cũng đỡ hơn nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì ở bên đây hiện giờ mình không biết mấy tiểu bang khác sao, nhưng mà tiểu bang bên này thì người ta nói request lại đó thì mình là phải xài khăn xài giấy. Giấy xài xong mình giục liền chứ không có giặt lại, không có giặt, không có tái sử dụng, không tái sử dụng. Thành ra cũng hơi mà cũng như giờ các cái đồ mà làm cho khách hàng cũng vậy cả nhà, từ cái dũa nè tới cái cục buffer nè, chứ tất cả các thứ khi làm cho người khách hàng xong rồi mình dục liền. Yeah. Dục liền các mỗi người khách hàng là mỗi set mới, không có dùng thì cái đi đó dùng lại. Từ xưa giờ nhà mình sợ nó xài rồi không, nhưng thì mà bây giờ phải kỹ nữa thì những cái đồ mà có thể ngày xưa mình tái sử dụng bây giờ cũng không được luôn. Bây giờ là không được tái sử dụng luôn, không được tái sử dụng nữa luôn cả nhà. Bây giờ là chắc chắn 100%. Nói vậy mà giờ ra cái đẩy bàn, đẩy ghế qua rồi cái mình quét, mình chùi, mình dọn ở dưới rồi lau cái bàn, cái đồ cho sạch vậy chứ mà cũng đuối. Mệt chứ, tại vì cái tiệm mình cũng hơi lớn, cái tiệm cũng hơi to. Ngày mai rồi tiếp tục, mình cứ tiếp tục. Tiếp tục chừng nào cho tới ngày mở cửa đó là vô là sạch sẽ, không có miếng bụi miếng nào hết. Ở đây là mình mới vừa quét thôi. Rồi tới cái ngày, ví dụ ngày mai mở tiệm thì ngày nay mình ra mình phải dùng máy hút bụi, hút lại một lần nữa trước khi sáng ra mở cửa. Good morning. Sáng đến giờ là bà xã là vui nhất đó chứ. Vui chứ, có vui là được đi, mình được tự do. Các bạn biết là 2 tháng mấy, gần 3 tháng đây rồi không được tự do. Thì bây giờ là mình được tự do, mừng cả nhà. Thành ra mình cũng mừng. Mặc dù thì dù mở cửa đi nữa mình cũng không có đi đâu nhiều, nhưng mà cũng có thể mình đi đây đi đó, nó cũng có ấy hơn. Còn giờ đi đâu cũng quất cái mask lên che mặt lại hết. Bao tay, còn không bao tay thì cứ lấy cái hand sanitizer đó mình rửa alcohol mist mà da tay đồ nó khô luôn á. Nó khô luôn á. Vui lắm các bạn, hôm nay hai vợ chồng rất là mình cứ nói chung khi mà đã nghe được cái tin đó mà mình đã biết cố định được cái là một cái ngày mở cửa rồi đó. Yeah, thì có ngày quyết định. Là mình có được cái ngày đó thì cảm thấy rất là vui, cho nên mình có tinh thần chạy ra tiệm. Rồi mình lo là những cái gì thiếu thốn, rồi đại khái có cái công việc mình làm mình cảm thấy nó vui. Hơn là khi mà mình mở mắt ra rồi cứ ngồi trong nhà, rồi công việc làm xung quanh ở khu vườn thì cũng không có nhiều việc để làm. Dưới lạnh. Rồi các bạn biết đi chợ đi búa cũng cực khổ nữa. Nhiều lúc muốn nấu ăn để review mỗi ngày, nhưng mà mỗi lần đi chợ búa thì bây giờ đi thập thò. Không ai nói chuyện với ai hết. Nhưng mà vẫn thiếu đồ nhiều lắm. Thiếu đồ. Thiếu đồ rất là trầm trọng. Thiếu đồ nhiều. Đồ ăn cá tươi, đồ này kia, rau cải tươi, đồ cũng thiếu vậy lắm. Thế thôi, kể thiếu thì ăn tàu hủ.
Xíu thì mình ăn đậu hũ đi. Ở dưới nước sớm. Su ra đây ngồi chơi kìa. Yeah, Su ngồi trong góc bên này nè. Su chào cô chú đi. Su qua bên này nè. Qua này nè. Qua chính giữa này nè. Qua chính giữa nè. Qua giữa đứng lên đi cho. Thôi, không cho được. Su nói đừng xí gạt. Đừng xí gạt. Su đâu có ăn được cá. Su đâu ăn được cá sống. Thì vợ chồng Bình Huỳnh lên đây chia sẻ với đại gia đình của mình trong video trong kênh YouTube mỗi ngày vậy đó cả nhà. Cảm ơn hết các bạn suốt một thời gian ủng hộ hai vợ chồng rất là nhiệt tình. Từ những comment rồi từ những cuốn video vợ chồng rất là thích thú, rất là vui. Thì nhân diện ở đây cho vợ chồng Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến hết tất cả đại gia đình của mình trong kênh YouTube của vợ chồng một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Yep. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn lại view ngày mai các bạn. Hẹn gặp lại. Di phúc.